Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pintop. Chắc hẳn những vật dụng được làm bằng gỗ đã quá quen thuộc đối với chúng ta rồi không nào? Chẳng hạn như là những chiếc ghế, chiếc bàn hay là kệ để đồ dùng. Thế nhưng còn rất nhiều đồ vật khác được làm bằng gỗ khiến chúng ta phải ngạc nhiên đấy. Ví dụ như là chiếc xe máy Vespa chạy băng băng ngoài đường, máy bay ném bom nguy hiểm hay là một bộ trang phục xịn sò. Ngay bây giờ hãy cùng Pintop khám phá nhé! Top 10 thứ bạn không tin rằng nó được làm từ gỗ. Xe tay ga. Xe làm bằng gỗ không còn là chuyện lạ trong giới chơi xe nữa. Tuy nhiên, khi đứng trước chiếc xe Vespa được làm bằng gỗ mang tên Diano của người thợ mộc Carlos Alberto, không ai lại không thấy dao động trước vẻ đẹp của nó. Chiếc Vespa gỗ được tạo tác vô cùng hoàn hảo với những đường vân gỗ kết hợp đặc sắc. Ngoại trừ phần động cơ và cặp bánh xe ra, mọi chi tiết trên chiếc Vespa này đều được làm thủ công từ gỗ. Khung sườn của xe được ghép từ nhiều lớp gỗ cứng và được ông Carlos bẻ cong bằng kỹ thuật riêng, vừa đảm bảo kiểu dáng theo nguyên mẫu Vespa, vừa đảm bảo độ an toàn cho người ngồi trên xe. Chiếc Vespa gỗ này có khả năng chạy trên đường bình thường, chứ không chỉ làm vật trang trí hay là trưng bày trong viện bảo tàng. Răng giả. Ngày nay răng giả thường được làm bằng acrylic vì nó có thể được chế tác dễ dàng và nhuộm để giống với màu nướu. Tuy nhiên đã có lúc người ta buộc phải làm những chiếc răng giả khá thô sơ hơn là làm từ gỗ. Răng giả làm bằng gỗ dường như có nguồn gốc từ Nhật Bản. Răng bằng gỗ là một điều phổ biến ở đất nước này vào cuối thế kỷ 19. Năm 2008, một bộ răng giả bằng gỗ được chạm khắc khéo léo có niên đại từ thế kỷ 18 đã được các nhà khảo cổ tìm thấy khi đào ở Sokachi ở tỉnh Mia. Dựa vào các bản ghi chú và hiện vật, chúng ta có thể thấy phần đế của những chiếc răng giả này được mài giũa cẩn thận bằng gỗ cứng. Ví dụ như là gỗ hoàng dương để bám một cách tự nhiên với phần lợi bị mất răng của con người. Những chiếc răng giả sang trọng hơn thì thường được mài giũa từ ngà voi và lắp trên các đế gỗ. Quyển sách. Một cuốn sách làm từ gỗ mang lại ý nghĩa hoàn toàn mới cho cụm từ sổ ghi chép. Đó chính là Brian Greene, một kỹ sư công nghiệp. Anh là chủ sở hữu của cuốn sách này. Cuốn sách này gồm 5 trang, có vẻ không nhiều lắm, nhưng mà mỗi trang lại được sắp xếp khéo léo từ hơn 100 mẫu gỗ, chủ yếu là bạch dương và phong được cắt bằng tia laser. Bạn sẽ không thể tin vào mắt mình, kết quả là một câu đố cơ học trên mỗi trang mà người đọc phải thực sự tương tác về mặt vật lý để có thể giải được chúng. Bạn sẽ không thể chuyển sang trang tiếp theo nếu như chưa tìm được lời giải cho trang hiện tại. Có thể nói đây là cuốn sách thú vị nhất từ trước đến giờ làm bằng gỗ. Đồng hồ. Nhiều người đeo đồng hồ nhưng mà hầu hết sẽ sử dụng đồng hồ làm từ các vật liệu như là kim loại, nhựa, thủy tinh và da. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn có thể có một chiếc đồng hồ được làm hoàn toàn bằng gỗ. Đồng hồ gỗ đeo tay là một sản phẩm rất là thú vị. Chỉ vừa mới xuất hiện, dòng thiết kế này đã mang đến một làn gió mới cho người dùng. Những chiếc đồng hồ này về cơ bản là những cỗ máy đo thời gian với phần vỏ được chế tác bằng các nguyên liệu gỗ khác nhau. Có thể thấy rằng, cảm nhận đầu tiên khi cầm và sử dụng sản phẩm đồng hồ gỗ chính là vô cùng nhẹ nhàng. Cảm giác nhẹ bẫng nhưng vô cùng chắc chắn, khác hẳn với những dòng máy kim loại thường thấy. Chính vì thế, chiếc đồng hồ khi đeo lên tay sẽ mang đến sự thoải mái cho người sử dụng, mát mẻ vào mùa hè và tránh nhột lạnh khi đông đến. Chất liệu gỗ sở hữu cho mình một nét đẹp rất là riêng, mộc mạc, giản dị nhưng cũng rất quý phái và trầm ấm đấy. Chiếc máy bay. Khi nghĩ đến máy bay, sẽ rất công bằng khi nói rằng hầu hết chúng ta sẽ hình dung ra một cỗ máy bằng kim loại. Nhưng mà máy bay làm từ gỗ là một trong những sáng kiến có phần lạ lùng xuất hiện từ Chiến tranh Thế giới thứ 2. Vào thời điểm đó, đã có một công ty đưa ra ý tưởng tiên phong đầu tiên trong việc sử dụng gỗ balast và ván ép để làm thân máy bay cho chiếc máy bay vận tải Airbus DH-91 của họ. Tốc độ mà chiếc máy bay này đạt được đã mang đến cho họ những ý tưởng về một chiếc máy bay ném bom nhanh hơn tất cả những chiếc máy bay khác trên bầu trời do nó được làm từ gỗ nhẹ và không được gắn súng máy. Việc không mang theo súng máy là một điều nữa khiến chiếc máy bay này trở thành một chiếc máy bay ném bom lạ lùng nhất. Vì lý do đó mà đến năm 1940, chiếc máy bay này được đưa vào sản xuất. Một khi đã được sẵn sàng hoạt động, nó nhanh chóng trở thành loại máy bay được lựa chọn cho nhiều nhiệm vụ, bao gồm cả cuộc tấn công ném bom, vận tải quân sự,
chụp ảnh tầm xa và hoa tiêu. Nó giành được biệt danh là The Golden Gander, tức là phép màu của gỗ, đã khiến cho Bộ trưởng Bộ Hàng không Đức Hermann Göring phải xanh mặt vì ghen tị. Máy tính. Một chiếc máy tính được làm từ gỗ có vẻ giống như một món đồ bước ra từ bộ phim hài. Nhưng mà một thứ như vậy đã từng tồn tại trong thực tế. Và còn kỳ lạ hơn nữa là bàn phím của chiếc máy tính này được chạm trổ luôn trên mặt bàn làm việc. Chiếc máy tính gỗ được thực hiện bởi một nghệ sĩ người Hà Lan tên là Maurits Romberg. Ông đã nói rằng khái niệm đằng sau nó là sự pha trộn giữa thế giới thực và kỹ thuật số. Tác phẩm của ông là một chiếc máy tính để bàn có màn hình và chuột. Cả hai đều được làm bằng gỗ. Trong khi bàn phím chức năng được tạo ra bằng cách sử dụng máy cắt laser để chạm từng bàn phím lên mặt bàn làm việc. Ông thậm chí còn chế tạo một chiếc USB để đi với máy tính như một phần của cùng dự án. Mặc dù nó được làm từ silicon chứ không phải là từ gỗ. Quần áo. Các bạn đã từng nghe những kẻ côn đồ trong các bộ phim tội phạm cũ từng đe dọa sẽ đưa người ta vào những chiếc áo khoác bằng gỗ. Chúng có nghĩa là quan tài đấy. Hiểu theo đúng nghĩa đen thì Fred Smith, một thợ gỗ từ Mississippi, chuyên chạm khắc quần áo trông thật đến mức mặc hết những khối gỗ có thể nặng đến 91kg. Anh phải thừa nhận rằng đã rất khó khăn và tốn thời gian để làm ra tác phẩm nghệ thuật này. Trong số các mặt hàng quần áo bản sao mà ông đã khắc là áo khoác, áo phông, quần, áo choàng và mũ bóng chày. Ông bắt đầu làm quần áo bằng gỗ siêu thực của mình vào năm 1987. Và bây giờ, chúng có thể được tìm thấy trong các bộ sưu tập và phòng trưng bày công cộng. Tòa nhà chọc trời. Một công ty ở Nhật Bản có tên là Sumitomo đang nhắm đến việc xây dựng một tòa nhà chọc trời bằng gỗ 70 tầng ở Tokyo vào năm 2041. Đây sẽ là tòa nhà cao nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. Nó sẽ được xây dựng từ hỗn hợp 90% gỗ và 10% thép. Với sự kết hợp này, thiết kế được đảm bảo có thể chịu đựng được các trận động đất phổ biến ở nơi đây. Nó sẽ cung cấp nhà ở cho 8.000 người. Có thể nói rằng xây dựng một tòa nhà chọc trời từ gỗ, chứ không phải là bê tông và thép là một điều khá là điên rồ, nhưng mà trên thực tế thì điều này đã có mặt ở rất nhiều thành phố trên thế giới. Một ví dụ điển hình đó chính là tòa nhà T3 được đặt tại Minneapolis, hiện là tòa nhà gỗ lớn nhất ở bất cứ đâu tại Hoa Kỳ đấy. Bóng đèn. Bóng đèn gỗ được thiết kế bởi Barrett Hammers là một nguồn sáng thú vị có thể được sử dụng trong cả nhà và ngoài chơi. Quy trình mà ông sử dụng để tạo ra vỏ bọc bên ngoài là cắt laser các khung gỗ. Gỗ được cắt theo cách đó có vẻ ngoài hơi cháy, khiến nó trông giống như một chiếc bánh quế vậy đó. Bên trong có một bóng đèn thông thường, sử dụng bánh gỗ để tạo ra ánh sáng xung quanh. Bóng đèn gỗ có thể được treo trên trần nhà hoặc đặt trên bàn sách hoặc sàn nhà. Bằng cả hai cách, nó chắc chắn sẽ cung cấp đủ ánh sáng cho nhu cầu của bạn. Điều khó chịu nhất là ở dây cáp của bóng đèn. Nếu bạn muốn mang bóng đèn gỗ ra ngoài trời thì hơi bất tiện đấy nha. Ngư lôi. Ngư lôi là một loại tên lửa di chuyển dưới nước và có cả đầu đạn gắn vào. Nó được thiết kế để phát nổ khi va chạm. Nó thường là thứ không được làm từ gỗ. Tuy nhiên, trong Thế chiến thứ 2, một bến tàu được chuyển đổi tại vịnh Stord trên bờ biển phía tây nam nước Anh đã được sử dụng làm nơi thử nghiệm vũ khí, bao gồm cả ngư lôi. Một điều nữa làm cho những quả ngư lôi này có hình thù khác với những chiếc được sử dụng trong chiến đấu là một trong số chúng được làm từ gỗ. Điều này đã được xác nhận khi có một trong nhiều tên lửa thử nghiệm được phóng ra từ bến tàu này đã được thu hồi từ biển. Những mẫu vật này cho thấy tên lửa được làm bằng gỗ và hiện nay được trưng bày tại bảo tàng Ames Iam ở Anh. Các bạn thấy chủ đề vừa rồi như thế nào ạ? Có đủ hay ho và hấp dẫn hay chưa? Nếu muốn làm thêm một chủ đề nào đó hấp dẫn hơn thì hãy comment phía dưới cho kênh của chúng mình nhé! Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông phía bên dưới của TikTok. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau!